Kính thưa quý vị, tại lễ an táng đề đốc Đinh Mạnh Hùng, SBTNDC đã thực hiện được một số phỏng vấn. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, riêng cá nhân tôi, Nguyễn Đức Thu, 3 năm được làm việc chung với Đô Đốc tại trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang từ năm 1966 đến năm 1969, thật là một trời kỷ niệm đầy tình huynh đệ. Thật vậy, trong kế hoạch bành trướng Hải quân Việt Nam, Hải quân Trung tá Đinh Mạnh Hùng, Hải quân Đại úy Hà Ngọc Lương, thủ khoa khoa 9 Hải quân, Hải quân Đại úy Nguyễn Hải, khoa 10 Hải quân, và tôi Nguyễn Đức Thu, khoa 16 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và khoa 13 trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang, cùng nhau về làm việc tại trường Sĩ quan Hải quân năm 1966. Trung tá Hùng làm chỉ huy trưởng, Hà Ngọc Lương làm liên đoàn trưởng sinh viên sĩ quan, Nguyễn Hải chỉ huy khóa 17 sinh viên sĩ quan, và tôi chỉ huy khóa 18 sinh viên sĩ quan và một thời gian ngắn khóa với khóa 19. Hầu như chúng tôi đã kết hợp với nhau một cách nhịp nhàng trên mọi phương diện, từ chỉ huy đến huấn luyện, thật chuyên nghiệp và đã góp phần đào tạo rất nhiều những sĩ quan ưu tú cho Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay chỉ còn mình tôi đứng đây để tưởng nhớ ba huynh đệ cùng một thời đã vĩnh viễn ra đi. Thật là đau lòng. Nguyện cầu hương lên Đô Đốc thanh thản, bình yên trên cõi vĩnh hằng. Kính chào quý vị. Tôi là Lê Bá Thông, cựu Hải quân Trung tá của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là người trước đây, lúc mới ra trường, đã phục vụ trong chiến dịch sống tình thương với Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng lúc đó. Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng không những là một vị chỉ huy rất là gương mẫu đối với Hải quân chúng tôi, mà còn là bà huynh của anh Đinh Tế Vũ, là người học cùng khóa 10 sĩ quan Hải quân Nha Trang. Hôm nay chúng tôi đến đây đại diện cho khóa 10 sĩ quan Hải quân để chia buồn cùng tang quyến của Đô Đốc và xin nguyện cầu hướng linh của Đô Đốc trở về cõi vĩnh hằng. Chúng tôi luôn luôn nhớ đến Đô Đốc, biết Đô Đốc là người luôn luôn thương yêu Hải quân. Chúng tôi còn nhớ lại một lần khi tôi đưa Đô Đốc và phu nhân lên Philadelphia để họp của Hải quân. Thì trong lúc đi lên trên Philadelphia thì Đô Đốc Hùng và tôi có nói chuyện. Tôi nói chuyện tại sao chúng ta thích Hải quân Việt Nam và phục vụ cho đất nước. Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng đã nhắc lại lời nói của Tổng thống Kennedy trong ngày 8 tháng Giêng năm 1963, lúc Tổng thống Kennedy ra thăm viếng Đại học viện Annapolis ở tại Maryland. Tổng thống Kennedy đã nói một câu mà Đô Đốc Hùng đã nói lại với tôi, là Tổng thống Kennedy nói lại với sinh viên sĩ quan Hải quân lúc đó, hỏi tại sao trong sau này có những người nào mà nói với chúng ta, hỏi chúng ta tại sao chúng ta thích Hải quân, thì chúng ta rất là hạnh diện và nói là đây là một cái career mà giúp cho chúng tôi trở thành một người có giá trị và có xuất sắc. Và chúng tôi có thể trả lời cho họ nói là chúng tôi là người đã chọn Hải quân để mà phục vụ. Thì Đô Đốc Hùng là người yêu thích và thương Hải quân rất là nhiều. Và chúng tôi luôn luôn nhớ đến Đô Đốc Hùng trong cái buổi mà đi lên Philadelphia. Thì hôm nay là ngày buồn của tất cả chúng ta, vì chúng ta mất đi một vị chỉ huy rất là có tài và có tài lãnh đạo, cũng như là gương của Đô Đốc đã làm cho chúng tôi, những sĩ quan trẻ lúc đó, nối theo và rất là kính phục.
Xin kính chào quý vị. Tôi là Hải quân Thiếu tá Chu Văn Tiến, xuất thân khóa 16 sĩ quan Nha Trang. Ngày hôm nay thì tham dự tiễn đưa Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng. Thì tôi cũng có một vài lời để mà tưởng nhớ đến một vị đô đốc, một vị niên trưởng, một vị chỉ huy tài ba và rất là hiền từ đối với lại các khóa đàn em cũng như là tất cả những lính tráng thủy thủ đoàn. Thì đối với tôi, Đô đốc Hùng là một vị cựu chỉ huy trưởng trường trung tâm huấn luyện Hải quân Nha Trang từ năm 66, là cái năm mà tôi bắt đầu lên khóa đàn anh, cho đến khi ra trường thì lúc đó Phó Đề đốc vẫn lúc đó còn là trung tá và vẫn còn làm chỉ huy trưởng của trung tâm huấn luyện. Sau này ra trường, tuy rằng không được hân hạnh phục vụ dưới quyền của Phó Đề đốc nhiều, nhưng dầu sao thì trong hải quân với nhau, với tình nghĩa huynh trưởng, thì chúng tôi vẫn luôn luôn kính phục và tôn trọng Phó Đề đốc. Thì dầu sao thì ngày hôm nay là cái bữa tiễn đưa, thì tôi cũng xin có lời cảm ơn tất cả mọi người cũng đã đến tham dự ở đây với chúng tôi để tiễn đưa Phó Đề đốc về nơi vĩnh hằng. Xin chấm dứt ạ. Thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi đến đây để tiễn chân Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng, và cũng là một người bạn lâu năm của chúng tôi từ hơn 60 năm về trước. Chúng tôi vì có cái tình thân với nhau cho nên đã có nhiều thời gian chung sống với nhau, và tôi được biết là anh là một cấp chỉ huy rất có tinh thần kỷ luật cao, tác phong nghiêm chỉnh và lúc nào cũng tận tụy với công việc. Do đó anh được sự mến phục của rất nhiều các sĩ quan và đoàn viên dưới quyền của anh. Hôm nay chúng tôi đến đây để tiễn chân anh lần cuối, một vị Phó Đề đốc mà tài ba và đức độ của Hải quân Việt Nam Cộng hòa.